chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong kênh Gradient. Thì hôm nay Na sẽ thông tin với các bạn giá cả của dòng xe số rất là quốc dân tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Và giá cả của dòng xe này đang có dấu hiệu giảm dần ha. Thì Na thông tin liền cho các bạn để các bạn nắm bắt cũng như là lên mua xe ha. Thì trước khi thông tin về giá cả của dòng xe Wayanfa thì Na sẽ báo trước cái địa chỉ của cửa hàng. Cửa hàng xe máy An Thành Phát nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn nào có nhu cầu mua xe hoặc là cần tư vấn cứ liên hệ cho Na 0325 333 789 để được tư vấn và hỗ trợ ha. Rồi, thì khi các bạn có liên hệ cho Na sẽ được hỗ trợ 500.000 tiền xe đi lại nữa đó. Đây, thì dòng xe Wayanfa hiện tại nó đã giảm nhiệt. Được trước Na báo cho các bạn 22 triệu đúng không? Bây giờ nó chỉ còn giá là 18 triệu 500 thôi các bạn ạ. Rất là đẹp giá đúng không? Và khi các bạn mua góp, cửa hàng có hỗ trợ không cần trả trước đối với dòng xe Wayanfa ha. Điều kiện là các bạn phải đủ 18 tuổi, đủ tháng, đủ ngày trở lên, có chứng minh hoặc căn cước, kèm theo cái hộ khẩu hoặc bằng lái ha. Nếu không có hộ khẩu hoặc bằng lái, các bạn có thể thay thế bằng cà vẹt xe chính chủ hoặc cái bảo hiểm y tế do công ty cấp ha. Đó, để Na hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất luôn. Và dòng xe này á thì rất là lợi xăng và các bạn cũng biết rồi, khi các bạn liên hệ với Na thì các bạn không những mua xe được giá tốt mà các bạn còn được tặng nón này, áo này và còn được tặng cả nhớt nữa các bạn. Đó, khi lắp phụ kiện thì các bạn sẽ được hỗ trợ 50% chi phí lắp phụ kiện ha. Đối với dòng xe này thì chắc các bạn cũng không lắp phụ kiện nhiều đâu, chủ yếu là các bạn nào thích chơi xe thì sẽ độ màu, độ mâm nè, vân vân ha. Rồi, thì mình sẽ đi review dòng xe Wayanfa cho các bạn xem luôn ha. Thì cửa hàng xe máy An Thành Phát thì có đầy đủ màu từ trắng, đỏ, xanh và vân vân. Màu đen cũng có luôn, nhưng mà hôm nay Na sẽ review hai cái màu nổi bật, màu đỏ và màu xanh đen cho các bạn xem ha. Hai màu này là màu rất là đẹp luôn. Đó, đầu tiên là màu đỏ nè, xe của Honda. Thì hồi xưa mình đi thi bằng lái xe các bạn, thì ở trong các trường lái xe thì hay đi những cái xe này nè. Tại vì thứ nhất là nó nhỏ gọn, thứ hai nữa là rất là nhẹ. Các bạn nào mà nhỏ con, các bạn học sinh, sinh viên, các bạn đi dòng này cũng rất là ok. Đó, tay lái rất là nhẹ luôn, đi nó rất là mướt. Và dòng xe Wayanfa thì các bạn biết rồi, nó rất là tiết kiệm xăng, chỉ có 1,9 lít trên 100 km thôi ha. Mức tiêu hao nhiên liệu rất là tối thiểu. Đó, và bánh là bánh căm ha, Wayanfa là bánh căm hết ha các bạn ha. À, và dòng xe Wayanfa thì nó thiết kế theo phong cách là rất là nhỏ, nó dài và nó nhỏ ha các bạn ha. Và đây là một dòng xe cạnh tranh với Sirius. Về phong cách thì dòng xe Wayanfa thì sẽ nhiều người lớn sẽ thích dòng xe Wayanfa nhiều hơn so với các bạn trẻ ha. Cái này là mình bán hàng nhiều á, mình hay để ý thấy. Và bảng màu xanh thì nó cũng y chang cái chiếc màu đỏ thôi, nó chỉ khác cái màu sắc thôi các bạn ha. Màu đen cũng vậy, cũng như là màu trắng cũng vậy, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Chó đèn thì cũng rất là sáng luôn, cho nên các bạn yên tâm. Rồi bạn nào mà có điều kiện á, các bạn trả trước 40% ha các bạn ha, là các bạn lấy cà vẹt gốc. Có điều kiện nữa thì mình trả càng nhiều càng tốt, vay ít lại thì cái lãi suất nó càng thấp hơn ha các bạn ha. Và mình cũng giải đáp luôn một cái số thắc mắc á, là nhiều bạn hỏi là mua xe không lãi suất, chỉ có mua xe trả trước 0 đồng và không trả trước chứ không có không lãi suất ha. Đa phần ở các cửa hàng xe máy á, là nó khác cái điện máy á, là sẽ có gói không lãi suất và có riêng với lại bên ngân hàng. Còn bên xe máy là sẽ có lãi suất nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái số tiền mình trả trước và tùy vào cái thời gian mình đóng góp nữa các bạn ạ. Có 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 26 tháng chẳng hạn, vân vân, may dài nhất là 36 tháng. Đó, thì các bạn trả càng dài thì lãi suất nó càng cao thôi ha. Các bạn muốn được tư vấn một cách tốt nhất và rõ ràng nhất thì các bạn cứ liên hệ cho Na 0325 333 789. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.